Và một vấn đề được rất nhiều các bạn sinh viên quan tâm khi đi du học tại Singapore, đó là không biết các phương tiện giao thông ở đất nước Singapore như thế nào. Các bạn có gặp phải những cái vấn đề về kẹt xe gây nên cái tình trạng trễ học hay không ạ? Chị có thể chia sẻ với các bạn về giao thông ở đất nước Singapore. Khi du học tại Singapore thì các bạn sẽ sử dụng hệ thống phương tiện giao thông công cộng ở bên Singapore. Và hệ thống giao thông công cộng ở Singapore là một trong những hệ thống đứng đầu trên thế giới vì sự tiện ích và hiện đại của nó. Nên các bạn có thể yên tâm khi tới quốc gia này. Các loại hình giao thông công cộng bao gồm như là taxi, xe buýt, tàu điện ngầm thế hệ mới. Có thể nói với các phương tiện này, các bạn có thể đi đến bất cứ nơi đâu trên đất nước Singapore mà không điều gì phải lo lắng như khi đến bất cứ một thành phố nào khác ở châu Á. Bạn có thể mua thẻ trả trước để sử dụng trên các phương tiện giao thông công cộng ở Singapore. Giá của thẻ này là 15 đô la Singapore, trong đó có 5 đô la không được hoàn trả nếu không sử dụng. Thẻ này giúp tiết kiệm chi phí đi lại nếu bạn sống ở Singapore trong một thời gian dài. Nếu sử dụng thẻ thì cần nhớ quẹt thẻ khi lên xuống xe buýt hoặc tại các cửa ra vào ở các tàu điện ngầm. Và ngoài ra thì giá đi xe buýt cũng không quá đắt, vì vậy các bạn không gặp khó khăn khi đi lại từ Singapore. Trúc Giang vừa nghe chị Quế Nhi nhắc đến việc mua thẻ trả trước khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng. Thì đối với các thẻ đi xe buýt thì không biết là thủ tục sẽ như thế nào? Chị có thể hỗ trợ cho các bạn về vấn đề này ạ? Tân Đại Dương có một bộ phận hướng dẫn sinh viên tại Singapore, nên khi các bạn qua trường thì các bạn sẽ được bộ phận hướng dẫn sinh viên của Tân Đại Dương hướng dẫn chi tiết cho các bạn đăng ký mua thẻ tàu điện ngầm hoặc là xe buýt. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có các dịch vụ hỗ trợ các bạn sinh viên khi làm hồ sơ tại công ty, như là đăng ký nhà ở, đưa đón sân bay và chuyển trường khi học sinh có nhu cầu, hướng dẫn đóng tiền học phí sau khi đạt visa, hỗ trợ book vé máy bay với giá rẻ, hướng dẫn bước đầu khi tới nhập học tại Singapore, hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tại Singapore. Để được hỗ trợ chi tiết về thủ tục hồ sơ, các bạn hãy liên hệ tới văn phòng của công ty Tân Đại Dương ở quận 1, quận 5 và ở Nha Trang để được tư vấn rõ ràng hơn và hỗ trợ hoàn tất mọi thủ tục du học.